Chào các bạn buổi sáng nha. Chúc các bạn buổi sáng là vui vẻ nè. Một ngày làm việc là tràn trề năng lượng ha. Thì sáng nay mình ra mình thăm vườn. Vườn bữa giờ thì mình đang làm đủ thứ à. Mình bỏ bê quá cây cỏ nè các bạn. Mọc lưu lớp mình bỏ về quê trời luôn. Đó, cỏ nó ra kinh khủng khiếp luôn. Đó, thấy chưa? Mình làm cũng được 1-2 kệ rồi nhưng mà vẫn bỏ không có đủ các bạn ơi. Mình bỏ thí đại quầy trời trời phun mưa nắng luôn mà nó hoa vẫn ra đẹp quá. Sẵn bữa nay sáng ra thấy hoa nhiều thì khoe cùng các bạn luôn ha. Đây, đó, cái màu xanh sai nè các bạn. Đẹp ha. Ở đây, phía bên đây. Bên đây cũng cỏ lưu lốt. Đây. Cái màu hồng Pin Lady nè, cái hôm qua nó ra nhiều lắm. Nhưng mà mai chắc nó ra nhiều, mai mốt nó ra nhiều, nụ nhiều lắm các bạn ơi. Đây, màu hồng Pin Lady. À. Còn cái đây cũng màu hồng hồng tím tím. Cái cánh như cánh giấy vậy các bạn, nó mỏng mà cái cánh nó xoăn rất là đẹp. Cái cây này mà nhìn ở ngoài nhìn vô cái các bạn chắc cũng không có cảm nhận được. Ở ngoài nhìn nó đẹp lắm các bạn ơi. Thường thường các bạn để ý thấy cái cánh, ví dụ như cái Pin Lady nè, bạn thấy cái cánh hoa không? Nó sẽ thẳng. Còn ở đây cái cánh hoa nó xoăn các bạn. Đây nè các bạn. Đó. Nó không có thẳng. Ở ngoài nhìn nó đẹp lắm. Hoa to nha. Đây. Kế bên là cây tu trông. Cây hai tông màu nè. Mà bữa nay sao nhìn cái màu nó hơi bị nhạt nhạt. Ô. Có cái cây chút xíu ở dưới gốc nó cũng hoa luôn các bạn. Đây. Đây là cây Chicho Bebe. Bebe Gino. Cây này nó chưa nở bung. Ở trong kia mình có một cây đang nở bung rất là nhiều. Đây. Đây là cái cây lobi mình lai nè các bạn. Cây này là tự mình lai, mình lấy hạt và mình gieo lên xong rồi mình ghép nè. Cánh nó hơi thưa. Màu ở trong thì nó hơi trắng ra, nhìn rất là cũng khá đẹp các bạn. Một màu đáng sưu tầm. Và kế bên đó là cái cây lobi sunrise. Sunrise là một trong những cái màu giống mà mình sưu tầm đầu tiên ha. Mình sưu tầm trước cả cái cây beet color luôn đó. Và nó được một cái nhược điểm cái ưu điểm là mình và chơi hồi tới giờ đó là nó rất là xiên hoa luôn. Cái cây này nó bè đầu nè, mà coi một đầu nó nè, hoa ơi là hoa nè. Đó, bên nhánh bên đây cũng hoa, nhánh phía bên đây cũng hoa luôn, quá đẻ các bạn. Đây tiếp tục là cái cây xương rồng màu poly này, màu này khá đẹp bạn ơi. Đẻ chưa? Điện thoại mình nó hay bị nhòe, nó không có bắt điểm mạnh cho nên các bạn coi thì nó không có bắt điểm liền, nhìn thấy nó không có rõ nét ha. Đây cái bên là cái màu Lobi Galaxy ha, cái màu này thì cũng tuyệt vời luôn. Quá đẹp ha các bạn.
Mình làm hoài hai dọn hai ba kệ mà vẫn chưa xong luôn các bạn ơi. Đó. Bỏ phun nắng mưa mà nó vẫn mình cỏ lưu lớp nhưng mà nó vẫn ra hoa. Mình làm xong thì mình sẽ dời vô lại các bạn. Cho các em nó chỗ ở ngon đẹp sạch đẹp luôn. Đây. Đây em sân rai nè. Em sinh ra có hai em ruồi vàng làm cái gì trên đây?